Và đề ca bát 25 tiếp theo anh Quốc xin các bạn nhé. Chất âm của nó thì quá là tuyệt vời rồi. Điện thoại thì cái chất âm nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều, còn khi mà nghe trực tiếp thì mới biết được con này nó quá là hay các bạn. Thử tiếng mic nhé. Ê, 1, 2. Được, con này bắt 25 nhưng mà mic phải nói là mic quá là khủng khiếp luôn, cái đời của nó rất là mạnh nhá. Thì đối với dòng loa này anh em có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, quá tuyệt vời. Hôm trước em có tháo cái loa này nhưng chưa đắp, thì hôm nay nhân tiện sẽ quay lại một chút cho các bác xem về cái nội thất bên trong. Đối với dòng loa bãi hàng DK thì cũng có rất là nhiều model. Khi chúng ta đi mua loa thì các bác nên chú trọng đến cái phần nội thất, có nghĩa là bát, check xem bên trong này. Đấy, bát tép, đây là con hàng bãi xịn nhá. Hàng DK trên thị trường hiện nay có rất là nhiều hàng nhái, nên các bác mua hết sức lưu ý. Con này thì tất cả tem từ bát cho đến tép đều có mã vạch. Và đây, tem mã vạch, cả mã seri và tem của DK. Nó còn bát 25 nhưng mà nó quá là chất các bạn. Và cái lưới này của nó đây nhá. Cái lưới con DK hàng xịn, lên cái lưới này nhá, nó không bao giờ là nó bị han các bác nhá, không bao giờ nó bị han. Kể cả những cái tem này của nó cũng thế. Bây giờ em thấy rất là nhiều loại bát loa ở trên trường nó dòng DK, cái tem này nó in được mà, tem này nó in toàn hàng nhái thôi. Và cái đoạn loại này thì cái chấu này của nó là cái chấu hàn luôn vào đây. Rất là đẹp. Màng chống nước nha các bác nhé, màng chống nước phân vải tầm dầu. Con này bát đánh tiếng rất là sâu. Check thì nó quá là đỉnh rồi, check neo mà. Đây. Em cũng xin thông báo giá luôn cho thầy các bác biết là 6.300.000 một đôi các bác nhé, 6.300.000 một đôi. Đây. Tem mã vạch này, tem check in này. DK là thương hiệu của Anh Quốc các bác nhá. Đây này, phần tần của nó các bác nhìn, phần tần gấu quá gấu luôn. Phần tần to như quyển vở luôn. Và có cả bóng chống cháy các bác nhá, có cả bóng chống cháy. Đẹp của nó là quá chất luôn. Hiện tại số lượng không còn nhiều các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho mình Vũ qua số máy 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sao Đỏ trên Hải Dương các bác nhé, siêu hàng toàn quốc. Hiện tại mẫu van số X12 Plus ngày hôm nay thì tiếp tục cập bến hơn chục con các bác nhé, hơn chục con hay gì nào, hơn chục con hay là hai chục con nữa. Hỗ trợ phần mềm setup cho các bác trọn đời luôn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong đầu mắt. Echo rất là ngon nhé, echo và rất là ngọt. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.